Và đây bầy hiệu đầu của tổ xin mang bầy hiệu 4 con. Và hiệu trên dốc và có một voi nữa này, một voi giữa hai nhà. Vâng, em rất thích ý kiến của anh Nguyễn Văn Huy. Đây là những con người mà là chân thành của đế chế này. Vâng, bãi quả giữa anh nhà, xin bằng cũng đã dò thấy rồi. Sẽ đang đây cầu con voi này cho kêu có bầy hiêu nữa. Bây giờ cạnh rừng khả năng tễu sẽ nhường bầy hiêu đấy cho tễu. Đi qua bãi quả cạnh bãi vàng. Đôi voi cho này luôn cho nó mát, vâng, đôi voi. Đây là tễu. Hiêu đầu ăn cạnh ép đầu luôn mà không đủ đồ về. Có quả phụ ra chỗ đấy gần chỗ có sát rừng có cái sư tử. Đi qua chỗ đấy là có con voi luôn. Con thì sẽ mang nhường cho. Xin mời mọi người màu 7. Xem grab người gặp Babylon. Cánh này. Đấy chỗ sau cánh rừng này, sau cánh rừng chỗ cạnh bãi đá cái. Đấy sau các bãi quả đấy, đi qua bãi quả một tí. Có sư tử cạnh bãi rừng đấy vào. Chúng ta còn đảo con xin mang thôi, khi mà xin mang sẽ người chém thời điểm đầu này. Không, 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 em lấy hiêu đi. Bầy hiêu cạnh vàng luôn, xin mang có thể ăn một bầy hiêu nhân đôi được, 3 voi và bầy hiêu 4 về nhà. Bài 22 dân và như anh đã kích đời rồi. Rồi một chiếc ghét nhân đôi, vừa ăn hiêu vừa ăn vàng và có thể ăn gỗ được nhưng con gỗ thì xấu. Nhân đôi thôi, nhân đôi là đẹp. BM và BM đang thực kế, bên kia màu 3 là người lên đời rất sớm. Và mình đang được rất sớm với việc mà càng bài pan đẹp 14% từ 30 đàn thôi, một bài mắc binh. Bài mình xin mặc kích được cũng rất là sớm, lên đời xin được con giò luôn. Sẽ ra 3 cái ruộng cánh hoa. Kim sẽ không phải đóng cái đèn vàng. Cánh này sẽ là nhà màu 7. Thì cầm Babylon. Liệu màu 3 họ chọc chéo xi măng không? Đây là bãi hiệu của thủ màu 7, vừa ăn xong. Rồi bãi vàng nó đã bò bế xong rồi.
Một bê thủ ra. Chưa tìm thấy nhà màu ba đâu để chọc nhà ba cả. Đang hai nhà bên họ nằm gần nhau và nằm cấp 9 giờ. Còn lạc đà đang chạy sang hai lạc đà, 2L đến từ người cầm bàn. Đây là cái thủ của bãi vàng, cái thủ Vamiran này. Chơi được một con dần, hai con dần. Con 7 đang muốn nick bo nhỏ. Là một cháu trước. Một lờ bánh xe luôn, và cái đường đi sang nhà ban rất là vòng vèo. Không có đường sang nhà ban này. Vào tình huống mờ rất nhạy cảm. Ồ đúng đến giây cuối cùng lại phù được con rựa giò. Xin mặc cái bánh xe rồi, tôi là sẽ chạy dần thôi, không mất tham quá sâu đâu. Sẽ chạy dần khi mà dần chuẩn bị có bánh xe. Màu 7 bắt đầu có cung lờ từ đầu tiên của màu 7. Vòng bài bàn vẫn hai bài bên họ đang rất khỏe. Đã có lạc đà rồi, được có lạc đà, ưng quá. Ông phải bắt đầu để cung sang đây và chơi xi măng. Hai tên cung lửa mà 7 đang đẩy sang đây. Tôi lại sẽ chém, kéo cái chém về thủ thế này thôi. Tếu nào, 36. Thêm đầu chém 3, đây là cung mùa 7. Ông mùa 7 là cung Babylon, cố gắng điều rồi nào. Còn tễu điều rồi hay, một đều. Số lượng mình ít hơn nhưng mà tễu điều rồi một tờ rất hay. Vào khoai rồi.